Thưa các bạn, công dụng của sen không chỉ đơn giản là một món chè giải khát trong những ngày hè nóng bức, mà còn là một liệu pháp điều trị tự nhiên cho các chứng mất ngủ, mụn trứng cá, khó tiêu, tốt cho hệ hô hấp, tốt cho tim mạch, huyết áp. Đặc biệt, hạt sen còn giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa nữa đấy. Ở các nước Đông Á và Đông Nam Á, cây sen được biết đến như một loại dược liệu y học cổ truyền có giá trị cũng như một nguồn nguyên liệu không thể thiếu trong ẩm thực. Cây sen thuộc họ sen súng và có tới hơn 100 loài sen. Tuy nhiên, loài sen phổ biến nhất là sen trắng đơn hoa, mỗi bông có khoảng 24 cánh. Các loài sen khác như sen kép, mỗi bông có thể có tới trên 100 cánh, thường có màu sắc hồng và đỏ. Một số nghiên cứu đã phát hiện nhiều công dụng của sen, ngoài những tác dụng quen thuộc như giảm đường trong máu, giảm cholesterol, các bộ phận của cây sen còn có nhiều công dụng đặc biệt khác mà có thể bạn đã bỏ lỡ. Uống một cốc trà bằng hoa sen ấm vào buổi sáng và trước khi đi ngủ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Cơ thể được bổ sung chất lỏng, cải thiện tiêu hóa, giảm tắc nghẽn và thư giãn, phòng các bệnh ung thư, chữa mất ngủ, suy nhược thần kinh, điều hòa huyết áp. Vậy hoa sen có tác dụng gì, dùng làm gì? Chúng ta hãy cùng điểm qua một số tác dụng nổi bật của nó ngay sau đây. Có đặc tính kháng viêm. Viêm thường tạo ra cảm giác nóng, đó là một tác dụng phụ không thoải mái hoặc triệu chứng của nhiều vấn đề sức khỏe. Viêm có thể do sang chấn tâm lý, ảnh hưởng của hóa chất hoặc chấn thương về thể chất. Nghiên cứu gần đây cho thấy cả hạt sen đỏ và hạt sen trắng đều có khả năng giúp kháng viêm. Hai loại polysaccharide ở tâm sen có tác dụng kháng viêm rất tốt. Đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa của hạt sen rất hữu hiệu. Trị mụn trứng cá. Công dụng của sen có thể giúp bạn trị mụn trứng cá. Bã nhờn là một chất sáp hình thành làm tắc lỗ chân lông trên da. Đây chính là thủ phạm gây ra mụn trứng cá. Theo một nghiên cứu năm 2013, trộn bổ sung hoa sen vào trà xanh và thoa lên mặt. Tiết này sẽ làm giảm lượng bã nhờn các tuyến tiết ra. Điều hòa kinh nguyệt. Các chất chiết xuất từ lá sen và hoa sen từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa để điều hòa chu kỳ kinh nguyệt và giúp làm ngưng chảy máu. Tuy nhiên, chưa có nhiều bằng chứng khoa học giải thích điều này. Một số người khuyên rằng uống nước hoa sen hoặc súp sen có thể giúp làm giảm tình trạng mất ngủ sau chu kỳ kinh nguyệt vì ngó sen hoặc súp nấu từ sen có tác dụng tạo máu để thay thế bù đắp lượng máu đã mất. Điều hòa cholesterol trong máu. Hoa sen có chứa cả chất xơ và các loại carbon hydrate phức tạp. Hai thành phần này trong hoa sen có tác dụng điều hòa lượng cholesterol và đường trong máu. Chất xơ và các loại carbon hydrate phức tạp cũng giúp quá trình tiêu hóa xảy ra chậm và ổn định hơn. Hỗ trợ điều trị ung thư. Một nghiên cứu được tiến hành năm 2014 chỉ ra rằng chất hữu cơ nephirin có trong tâm sen có tiềm năng tiêu diệt và hạn chế sự lan rộng của tế bào ung thư phổi. Nghiên cứu này đề xuất sử dụng tâm sen để điều trị căn bệnh ung thư phổi trong tương lai. Chữa trị chứng mất ngủ. Bệnh mất ngủ là một vấn đề sức khỏe phổ biến mà nhiều người già cũng như thế hệ trẻ gặp phải. Mất ngủ thường do căng thẳng gây ra và có thể dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe có liên quan khác. Hạt sen là bài thuốc tại nhà hiệu quả để điều trị chứng mất ngủ. Công dụng của sen giúp bạn an thần và thư giãn, dễ ngủ hơn. Giảm lượng đường trong máu. Do hạt sen ít calo nhưng lại rất giàu chất xơ, giúp làm giảm lượng đường trong máu. Vì vậy, một bệnh nhân bị tiểu đường nên dùng một lượng vừa đủ hạt sen một cách thường xuyên để duy trì sức khỏe. Đó có thể được coi là một loại thức ăn vặt lành mạnh và ngon miệng cho những người bị tiểu đường. Làm chậm quá trình lão hóa. Hạt sen có chứa các enzyme chống lão hóa và làm chậm quá trình lão hóa và sửa chữa các protein bị tổn thương. Vì vậy, công dụng của sen có thể mang lại nhiều lợi ích cải thiện tuổi thọ mà không cần phải sử dụng các loại kem chống lão hóa. Dựa trên các enzyme này, các nhà khoa học đang tìm ra các phương pháp khác nhau để sử dụng hạt sen trong công nghiệp mỹ phẩm và chăm sóc da. Tuy nhiên, ăn hạt sen vẫn tốt hơn sử dụng các loại mỹ phẩm này. Cung cấp năng lượng nhanh. Hạt sen cung cấp nguồn dưỡng chất protein, magie, kali và phốt pho dồi dào. Hạt sen là một món ăn vặt lý tưởng và lành mạnh cho bạn. Hạt sen có thể cung cấp nguồn năng lượng cao trong thời gian ngắn. Do đó, bạn nên dự trữ hạt sen tại nhà và mang theo hạt sen trong túi xách, kể cả khi đi du lịch.
Bạn có thể ăn hạt sen như bỏng ngô hoặc rang hạt sen thành màu vàng nâu. Công dụng của sen không chỉ cung cấp nguồn năng lượng dồi dào mà còn rất ngon và có lợi cho sức khỏe. Hạt sen cũng dễ tiêu hóa, phù hợp với mọi lứa tuổi, kể cả người già và trẻ em. Hỗ trợ an thai. Hạt sen là một trong những nguồn protein tốt giúp tăng cường sự phát triển của hệ thần kinh và não của thai nhi. Đó là lý do tại sao bà bầu nên dùng hạt sen. Nhiều bác sĩ khuyên cáo phụ nữ mang thai nên dùng hạt sen để có một thai kỳ khỏe mạnh. Cải thiện khẩu vị. Hạt sen là một trong những thực phẩm rất hữu ích giúp người ốm lấy lại cảm giác thèm ăn, hiệu quả trong việc cải thiện vị giác. Bên cạnh đó, hạt sen cũng giúp duy trì sự phát triển khỏe mạnh của thận, ngăn ngừa tình trạng viêm đường niệu do các vấn đề bệnh lý hoặc viêm tuyến tiền liệt. Trị bệnh gan nhiễm mỡ. Mỡ có thể tích tụ trong nhiều bộ phận của cơ thể chúng ta, đặc biệt là gan, do những căng thẳng và lo lắng. Lượng mỡ tích tụ này được gọi là tạng mỡ và có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Hạt sen có đặc tính làm giảm mỡ máu và trị bệnh gan nhiễm mỡ. Ngăn chảy máu ồ ạt. Hạt sen chứa các chất dạng flavonoid, ví dụ như quercetin. Chất này có chức năng chống chảy máu thông qua cải thiện độ bền vững của thành mao mạch. Vì vậy, có thể ngăn chặn chảy máu ồ ạt. Nướng hạt sen bằng than có thể làm tăng tác dụng ngăn chảy máu của hạt sen. Giảm vấn đề về tiêu hóa. Do nhiều tác dụng tốt trong y học mà hạt sen được sử dụng như một bài thuốc tại nhà để làm giảm vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy, khó tiêu và các vấn đề khác. Công dụng của sen chủ yếu được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Hoa và nổi tiếng trên toàn thế giới. Hạt sen cũng rất hiệu quả trong cải thiện chức năng lá lách. Cung cấp vitamin C cho cơ thể. Trong hoa sen chứa hàm lượng vitamin C cao, nếu ăn 100 g hoa sen có thể cung cấp 73% nhu cầu vitamin C của cơ thể mỗi ngày. Vitamin C được biết đến là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có lợi cho cơ thể. Nó giúp loại bỏ các gốc tự do, nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh tật, kể cả bệnh ung thư, trong cơ thể của bạn và ngăn ngừa sự tấn công của các bệnh như tim mạch và ung thư. Nó giúp duy trì sự vững chắc thành mạch máu, làm đẹp da và bảo vệ khỏi bị nhiễm bệnh. Do đó, vitamin C trong hoa sen còn làm tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. An thần. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết trong hoa sen có chứa pyridoxin là một thành phần quan trọng của các vitamin B. Nó tương tác trực tiếp với các thụ thể thần kinh trong não mà ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng hay trạng thái tinh thần của con người. Nó giúp kiểm soát đau đầu, căng thẳng và tâm trạng bất an, khó chịu. Bảo vệ tim mạch. Nhờ thành phần kali có trong hoa sen, nó giúp mạch máu được thư giãn. Chất xơ và vitamin C của hoa sen giúp loại bỏ lượng mỡ thừa hoặc cholesterol xấu trong cơ thể. Ngoài ra, chính hoạt chất pyridoxin có trong hoa sen giúp cơ thể kiểm soát nồng độ homocysteine trong máu. Đây là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện các cơn đau tim. Giảm cân. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm để giảm cân, thì hoa sen là một thực phẩm tuyệt vời để bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn. Nó vừa ít calo, giàu chất xơ và là các chất dinh dưỡng thiết yếu. Thậm chí, các chuyên gia dinh dưỡng còn cho rằng hoa sen có tất cả các chất dinh dưỡng quan trọng mà bạn cần. Bạn sẽ cảm thấy no nhanh, lại tràn đầy năng lượng, từ đó giúp bạn quản lý cân nặng của mình hiệu quả hơn. Tốt cho hệ hô hấp. Các nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng hoa sen rất tốt đối với hệ hô hấp. Nó được cho là giúp làm sạch đường hô hấp vì lượng vitamin C cao trong hoa sen giúp làm tan chất nhầy và thông thoáng đường thở. Người ta có thể dùng trà làm từ hoa sen hoặc ép nước uống đều rất tốt và cung cấp sức mạnh cho hệ thống hô hấp. Thậm chí, các thầy thuốc đông y còn sử dụng hoa sen để chữa bệnh lao hay suyễn. Phòng chống các bệnh đường ruột. Uống nước ép từ hoa sen trộn với gừng có thể được sử dụng như là một cách điều trị đối với chứng viêm đường ruột. Nước ép hoa sen giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhuần nhuyễn, kể cả đối với dạ dày, ruột non hay khu vực đại trực tràng. Nó giúp hệ tiêu hóa của bạn hoạt động tốt hơn. Đối với y học cổ truyền phương Đông, người ta còn sử dụng hoa sen để cầm máu. Nếu bác sĩ đông y chẩn đoán bạn đang bị nôn ra máu hay chảy máu trong, cho dù nó ở thực quản, dạ dày hay đại tràng, đều sử dụng hoa sen để cầm máu rất tốt. Lưu thông máu. Hoa sen là một trong những loại thực phẩm hiếm có, nguồn gốc từ thực vật, chứa sắt và đồng.
Do vậy, nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo máu cho cơ thể, giảm nguy cơ các bệnh như thiếu máu, một căn bệnh phổ biến ở phụ nữ. Ngoài ra, loại hoa này còn giúp kích thích tuần hoàn máu và tăng lưu thông máu, nên nó là một loại thực phẩm cực kỳ tốt cho những phụ nữ bị thiếu máu sau sinh hoặc những người bị bệnh rong kinh. Cân bằng huyết áp. Vì hoa sen rất giàu kali, có thể giúp điều hòa nhịp tim và giữ huyết áp ổn định. Bên cạnh đó, hoa sen còn được cho là loại thực phẩm giúp làm giảm sự căng thẳng, điều hòa mạch máu, giúp cân bằng giữa natri và kali trong cơ thể điều hòa việc tiết mồ hôi. Bảo vệ hệ tiêu hóa. Ngoài các chất dinh dưỡng và khoáng chất cần thiết, hoa sen chứa hàm lượng chất xơ dồi dào. Điều này giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nó cũng làm giảm các triệu chứng của táo bón và tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng. Nó còn kích thích nhu động ruột, đảm bảo thành ruột thông suốt dễ dàng. Điều này sẽ giúp bạn ngăn ngừa mắc bệnh trĩ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.